Hello anh em nha. Vòng này của vòng nhạc trống của server anh em. Ban nào ăn được trống thì nó hiện giọng á. Hello Thi Nguyễn nha. Xem cái đồ lông chảm mà ok. Đây cái đồ lông chảm của ông đây, Sương Tinh. Cái này thì đặt móc 126 thôi nè em ơi. Muốn mà đặt móc 158 thì phải 43 cấp. Và kỹ năng cộng 2 cấp thì may ra mới đủ được móc 158. Còn cái này mình cầm là 132. 132 là đạt đạt 126 rồi. Đúng rồi, gặp năm đọc đường môn thì chịu thôi. Năm đọc đường môn thì bó tay nè em ơi. Tầm này thì điểm số không có rồi. Mình phải giảm lực tay này. Giảm lực tay này, đây có mười mấy điểm này. Giảm lực tay này. Ở đây có 11 điểm này. Giảm lực tay đưa qua bùa nè em ơi. Giảm lực tay đưa qua bùa. Chứ không có đủ lực tay mà đánh đâu. À, gặp đường môn của mình. Ok, để xem thử đường môn này mình đánh được không nha. Nói chung đường môn này cũng đường môn này của mình. Đặt xe của mình thôi. Đường môn này đặt xe của mình thôi. Ồ, má phóng còn đâu chợ giỡn nè. Chóng này. Ui da. Đường môn này đặt xe của mình thôi anh em ơi, nhưng mà được. Ui da, ui da, đụng má đâu gơ ta. Chóng này mày. Chóng này mày, chết đi. Ui da, ui da, ui da. Chỗ này canh nghe anh em, chỗ này ai xe của mình thôi nhưng mà quấn hơi bị phê đấy. Bây giờ anh em thấy không, má thú thú vãi luôn. Ấy da, đâu đâu đâu, muốn tiểu lý nhấp hồn mình auto tiểu lý nhấp hồn hai cái anh em. Xe anh em thấy không, xe của mình cỡ này quấn thiệt còn bao phơ luôn. Hai món hồng kim này xế hiệp cốt. Tại quýnh lỡ quớ thua luôn á anh em, tại vì kỳ họ mà sao thắng được. Quýnh khó chịu nè. Quýnh nó rỉa máu, mình muốn hết máu rồi. Chón này, chón này, chết đi. Rồi xong luôn, hết máu luôn. Ở đó khoảng mình mua cho nó khoảng 25 bình máu rồi anh em ơi, 25 bình à. Do rừng đồ